đàn ông con trai họ không có ai nhận, không ai biết mình sai á. Có nghĩa là nhiều khi mình nghĩ là cái đó là mình làm đúng đó, nhưng mà bạn gái của mình là người kế bên thì thấy có sai thì tất nhiên có thể là bạn gái sẽ, có thể là đôi lúc người bạn gái này sẽ hạ mình xuống để hơi vậy thôi. Còn hoặc là có đôi khi thì người bạn trai thương quá thì nó cũng hơi anh xin lỗi, nhưng mà xin lỗi xong một tháng sau quên làm lại trang cái cũ vậy đó. Thì có một lúc nào đó họ không muốn nói nữa, ví dụ như là họ không muốn nói nữa, họ cảm thấy quá mệt rồi thì dẫn đến cái sự là chia tay hoặc là im luôn. Giống như em mà em sẽ là im luôn và Em phản biện lại đi. Không, thiệt là khi mà con gái mà kiểu như im lặng với một người đàn ông quá rất là khó, lúc nào cũng thấy có chấm chấm hỏi này tại sao. Thì cái cộng đó quá, mình cái cuộc tình của 3 năm của em á là thời gian tự nhiên cái thấy im lặng mà bạn đó ở bên Mỹ nữa, không thể nào chạy qua nhà mà hỏi được. Thì cứ tìm hiểu hoài mà không biết tại sao, mà hỏi ai cũng không ai biết chứ, không ai chịu trả lời hết. Tới lúc mà mình stalk cái Instagram của bạn đó qua thấy là đóng hình chụp với người khác. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Ủa chứ em muốn Instagram của người yêu em hả? Có Instagram nhưng mà em không, thì em không có chơi, chỉ tạo rồi để đó thôi. Sau bạn nó nghĩ là em không chơi, không có block em thì em mới vô lại em coi. Cái đó là thì em sai. Thấy là có một đống hình của người khác nên em đối với sợ trường hợp em sai là trường hợp em trường hợp tình tay ba thì khác. Từ từ nghe câu chuyện của Bi nè. Hả hả gì vậy? Ủa em đang thích bên này hả? Có dạ, em đang hùa. Anh Bi là cũng có, anh Bi là em với anh Bi là thời gian ở chung là anh Bi cũng có câu chuyện gì im lặng đó. Hả? Em nghĩ là em nên chia sẻ với mấy anh ở đây và cũng như là những người nào mà là con trai á biết được điều này. Em nghĩ là khi mà con gái nói nhiều á thì rõ ràng là tình cảm họ nhiều. Đúng rồi. Và khi mà tình cảm nhiều á thì họ cần rất nhiều sự quan tâm từ người đó. Và khi mà cô gái này tình cảm vơi bớt rồi thì cô gái này bớt cầu nhau hơn thì đàn ông lại cảm thấy hài lòng. Tại sao? Câu hỏi đặt ra tại sao? Thì bởi vậy mới là đàn ông với phụ nữ không lòng hai chị em rồi. Không cần nhau tới lúc im lặng luôn. Không có tại sao. Chị Tường biết tại sao không? Em biết. Nhưng mà thề luôn là ghét nhất là sự im lặng. Em ghét nhất là sự im lặng. Cái não mình chạy. Đã nói chứ là trừng phạt. Đây nè, đàn ông nó kỳ lắm. Đàn ông á ghét nhất là sự im lặng, cũng ghét cầu nhau nữa. Ghét gì đó, đúng rồi đó, ghét nhất là cầu nhau đó. Cũng ghét cầu cho nên nhau là nữa. Cái gì nó cũng vậy vừa hết phải. Nó cũng có độ vừa phải thôi. Giống như ngày hôm nay là Trâm nó ít quá cũng kỳ đó Trâm. Bình thường là em giống như em rộn rã lắm mà Trâm. Chứ bảo không cho nói là sao mà nói đây một mình đúng không? Anh cấm nó nói khi nào? Bảo có mời em đâu. Ủa anh đâu có cấm đâu, em cứ vô là em ơi, anh mời em Trâm. Không, người ta con gái mới lớn. Bây giờ em có nói không? Nói. Nói đi. Nói gì? Đây. Ủa hả, chuyển đi, chuyển lụm lụm. Chưa chuyển của em tại chưa. Tại vì á, từ đầu tới giờ em chưa có được cái trái tim. Mà giờ còn một trái, nếu mà em nói hay thì anh bảo cho em cái trái đó. Đúng rồi, em sẽ nói được. Anh chắc chắn em sẽ được nói, nhưng mà chia sẻ tiếp đi em. Okay. Ủa chị Ngân, em nói trước được không? Được. Thật sự á là em chưa có bao giờ mà như mấy chị á là mình bị dằn vặt, mình bị cầu xé, mình bị kiểu là đau khổ như vậy á. Em kiểu là mình sẽ buồn trong một khoảng thời gian đó, nhưng mà nếu mà qua cái khoảng thời gian đó rồi thì mình sẽ không buồn nữa. Nghĩ là mình thôi thì mình không hợp với người này thì mình sẽ tìm được một người khác trong tương lai. Đúng không anh Bảo? Trái tim. Em nói hay lắm. Nhưng mà anh nói thiệt với em luôn, trong đời một người chúng ta ai cũng từng nói một lần như thế hết trơn. Khi mà chỉ khi em chưa trải qua thôi. Còn em trải qua đi, em đi qua một lần đi em sẽ biết ha. Rồi cho trái tim thôi. Khi nào mà em lên, ông đâu đúng đâu. Nè thôi nè, tặng cho cái này được không? Cho bảo lần cho cái này nè. Cái cục này là tử liền cho anh Bảo. Anh thôi, nó nhiều quá cho trái tim thôi. Em bao nhiêu tuổi vậy? Chờ là bao nhiêu tuổi? Em nè. Cho em tiền nên bảo 20 trong 20 là cái tính rất là vô tư. Cho trái tim đi em. Yêu nhiều vào đi em. Em nghĩ khi mà đã quyết định đưa đến cái cuộc chia tay đó, ta nên tìm một cách nào đó để mà cả hai đều vui vẻ. Và không nên dằn vặt quá nhiều cho cái cuộc tình này, mà chúng ta phải tìm một hướng đi mới để cho, thì chúng ta còn có cuộc sống, còn có tương lai. Cho nên là chúng ta phải tập quên dần đi những cái thói quen mà chúng ta từng cho, đó là tất cả sáng hơn. Đây là Bích Trâm phiên bản lớn hơn một tuổi. Thực ra là anh nghĩ là cái ý kiến này cũng đúng hết trơn. Ở đây á là ai cũng nói rằng là sau chia tay thì nên kiếm cho mình một cái hướng nào đó để mình cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng rồi cái câu hỏi cốt lõi là ở đây là cái gì? Có thoải hướng mái đó là hướng nào? Có thoải cái mái hướng không? Mà đi ăn nè, rồi làm lại cái hạt. Nhưng mà riêng bản thân anh là con thì con, vậy con. Đi để em phải đỡ nó. Anh đặt đi, anh phải nói đó. Em thấy là cái việc
cái việc thất tình nó cũng hay, nó làm cho mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Tại nghĩa là trong đời mình nên trải qua cái cảm giác này. Thật sự là cái cảm giác đó nó cũng rất là khó chịu, nhưng mà ít nhất là nó mang lại cho mình một cái gì đó mới hơn, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và chẳng có lý do gì để mình tránh né nó. Không phải đâu, tại vì cái gì cũng vậy. Để cho người ta nói hết sao mấy người kỳ quá vậy? Để tôi nói nghe, ai biểu nói thay chi nè. Ví dụ như một cái vết thương đi mà lành rồi, nó chóc mài rồi, xong rồi lại khoét cho nó ấy thêm nữa, nó lại rách ra thêm, xong rồi nó sẽ thành một cái sẹo. Và đến khi mà cái sẹo đó nó hằn lên trên cái da rồi á, thì lúc đó mình sẽ, nó giống như là mọi cái cảm xúc của mình khi mà mình bị cứ vậy hoài, nó sẽ bị nhạt dần. Em nghĩ là ví dụ mình té á, xong rồi mình bị ghẻ cái mình chóc cái mài. Nó lành đúng không? Tôi biết mà. Không, nhưng mà cái này tôi đang dẫn chứng. Cái sẹo á, anh vẫn có cái sẹo để lại á. Anh đang dẫn chứng cái khác mà. Rồi tặng nè, rồi tặng nè, tặng luôn nè. Cái này đúng bóp đã lắm nè, tặng luôn. Rồi, còn cái tim nè, hôn cho chăm đi anh ơi. Ủa, em nó không đúng hả? Nhưng không, mà, mình bị té nào, mình bị ghẻ. Anh tặng em con cú luôn nè, ừ đó, rồi về một ghẻ. Bây giờ mình chia sẻ cái cách trải nghiệm của những bạn nữ rồi, bây giờ tới các bạn nam. Thì bây giờ là nữ đã giải thích rồi, bây giờ hỏi nam nè. Nhưng mà giờ... Sai luôn, cái vấn đề ở đây là em chưa giải khóa được từ khóa của em là ăn dao. À vậy hả? Mấy bà nữ dắt lại. Em làm MC không có tâm gì hết trơn. Không có nha. Hồi nãy ai làm MC? Ở đây. Em hỏi đúng cái từ ăn dao mà hồi sau nó qua ăn cái khác em không biết nha. Bây giờ giọng người mày trả lại sao em vô ăn dao là sao? Tự nhiên từ ăn dao qua đi ăn luôn rồi nè. Giờ ăn dao. Thì ủa mà nãy em kể tới đâu rồi? Coi như là liên hệ với ba mẹ xong rồi chị em xong hết rồi, xong rồi cuối cùng dạ, là đúng chính xác. Sau đó thì em vẫn có ý định là sẽ quay lại, bởi vì cũng thương nhiều lắm anh, cũng thương nhiều lắm. Nhưng mà khi mà em biết được rằng á, tại vì Facebook là lóc nhau rồi, em chặn hết mà, chặn hết những gì liên lạc được, nhưng mà em cũng có một chút fan. Thì những cái em đó mới chụp lại những cái hình là người đó nói xấu em mà nói sai về sự thật cho người kia hài lòng trên cộng đồng mạng. Hẹn chị ăn dao là đúng rồi, cái đó ăn dao chưa ăn kéo luôn, chưa phải luôn anh, chưa luôn. Thì từ cái đó thì là lúc đó là em là quyết định hẳn hoi luôn, là sẽ không bao giờ còn một cơ hội nào nữa. Trong cái thời gian đó là 6 tháng trời là liên lạc với em liên tục, nhắn tin cho em nói là chỉ cần qua ôm em một lần thôi cũng được rồi, mà em nghe em tởm lắm. Lần đó em trả lời liền luôn, em nói Ngân tỏm bạn lắm, bạn tha cho Ngân đi. Bạn mà bước vô nhà Ngân một cái là bạn ăn dao nha. Là từ đó là vơi dần và bỏ cuộc đó anh. Yeah. Không có ăn dao không em? Chia tay mà chia tay không tới đâu hôm qua hả? Dạ, chia tay mà đi nói xấu là ăn búa luôn, ăn dao gì? Rồi các bạn nam, câu chuyện tình yêu của các bạn như thế nào? Đây người lớn tuổi nhất anh nói đi. Đối với Bi thì hiện tại giờ là Bi đã trải qua 3 mối tình và 1 mối tình thì là 2 năm. Thì 3 mối tình mình trải qua đều chia tay, và mỗi cái mối tình đều để lại cho mình một cái giá trị riêng. Thì sau 3 cái đó thì mình chốt lại được một cái là, tại vì khi mà Bi thất tình là khi chia tay, thì Bi thứ nhất là ở nhà trong phòng một mình. Trong phòng một mình, và lúc đó thật sự là ký ức nó ùa về, nó ùa. Tức là tại sao nó lại có để chuyện đó xảy ra, nó rất là nhiều câu hỏi trong đầu. Mình hoàn toàn có thể tự trả lời được cho những cái câu hỏi đó luôn, nhưng mà thật sự cái khối lượng câu hỏi quá nhiều. Và mình chốt ra là dù gì đi nữa thì tất cả những cái đó nó chỉ là cái cảm xúc thôi. Riêng Bi thì người đàn ông nào đi xa là người đó giỏi, nhưng mà thì mình không thể nào để được những cái như vậy nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình được. Cho nên là mình sẽ chọn cái cách là ok, nó là thất tình, nó là tình cảm, và họ đều là những cái giá trị riêng cho mình, đều trong trái tim mình, ba người đều có trong vị trí trong trái tim cả. Nhưng mà mình sẽ tiếp tục đi tiếp. Có cái nào đi luôn không? Mong rằng nó sẽ đi tới chứ không đi luôn. Đi luôn hơi mệt, buồn lắm anh, đi luôn là buồn lắm á. Rồi, G. Cái cách của em thì do là em thích ngủ á, nên là khi mà em làm xong công việc thì cái giờ em rảnh em sẽ đi ngủ nếu mà em đang thích tình. Tại vì em đối với em là cái giấc ngủ nó giống như là cái mà Thượng Đế ban cho để lúc mà mình ngủ mình quên đi cái chuyện buồn, chuyện vui, quên đi những cái phiền não á. Lúc đó là coi như não mình nó ngừng hoạt động, ngừng suy nghĩ. Thì những cái lúc mà em làm việc, em bận thì em tập trung cho công việc. Lúc về nhà thì em ngủ, em ngừng suy nghĩ đến chuyện đó. Thì khoảng thời gian thì tự động em sẽ nguôi ngoai cái chuyện đó mà sẽ bứt tiếp. Không. Ê, thức tỉnh ngủ được là thấy. Ngủ ngon luôn đó, không hiểu. Anh nhắm mắt lại là cái hình ùi rồi, nhắm mắt ùi. Trời ơi, làm thế nào để bảo Quân qua đi tỉnh ngủ nè? Em hả? Em thức tình thì giống vậy nè. Nói làm sao ta? Cái khoảng thời gian đầu khi mà em thức tình á thì nói chung là mình bù đầu vô công việc, tức là làm ngay làm đêm luôn, làm không biết trời chăng mây gió gì luôn, là cứ
khoảng thời gian đó thì hơi hại sức một chút xíu. Khoảng thời gian đó là khoảng cứ 3-4 ngày không ngủ, một tuần không ngủ, là cứ ngồi làm, lao đầu vô công việc vậy á. Cứ mỗi lần mình nhớ đến người đó là phải mình được kiếm cái khác sệt coi liền. Không có được để nhớ. Ký ức thì nó vẫn trong đầu mình và nó giống như một cuốn băng vậy á, lâu lâu nó tua đi, tua lại, tua đi, tua lại. Công việc của mình là phải ghi thêm cái mới. Không có cái ký ức cũ đó, để cái ký ức cũ đó nó dần quên đi theo năm tháng. Nó dần quên đi và cái cảm giác đó nó cũng dần quên đi. Như mình lấp đầy bằng những cái ký ức khác. Em làm việc gì? Em viết bài. Ờ vậy là nhiều bài lắm đúng không? Nhiều luôn á. Khoảng thời gian đó là một ngày một bài, một ngày một bài. Mà nó tình không? Ừ, viết ra mình tự nhiên đen đậu cun. Đối với riêng đậu cun. Ờ em cũng viết vậy luôn hả? Em viết kịch bản anh. Viết ra là đúng không? Mà thường thường viết ra trong lúc thất tình là mình không, chị viết xong là chị không nhớ gì luôn. Hả? Vậy là dạ em hơi phủ. À là viết ra để mình để trên giấy luôn không? Dạ nằm không, lại trên giấy. Em viết xong thì cái em cũng hết luôn. hết đau buồn á. Đó đến giờ chắc em mà thất tình lắm thì giỏi lắm, em buồn tình lắm luôn á thì chắc khoảng tầm 2-3 ngày gì để em hết à. Em không hiểu tại sao. Nhưng mà nói gì nói chứ em bù đầu bù cổ vậy mà cũng phải 2 năm em mới quên được. Nói chung là ngày hôm nay đã có rất là nhiều điều chúng ta có thể chia sẻ với nhau rồi, đúng không? Có người thì chọn cách là đi gặp một người nào đó mới, có người thì chọn cách là đi ăn uống với bạn bè, đi du lịch, tiền thất tình chẳng hạn. Có rất là nhiều cách để mà chúng ta có thể quên đi được người yêu cũ. Nhưng mà cái ý mà họ thích nhất trong ngày hôm nay á là ý của Ngân. Nếu như đã gọi là tình cũ á thì hãy xếp nó là cũ, đừng có cố gắng moi nó ra, móc nó ra làm gì. Đúng lâu rồi. Lâu nếu như có bị cào xước quá, có bị nhớ quá thì thôi chấp nhận một ngày, hai ngày cũng được. Nhưng mà rồi cũng để nó qua một bên, để rồi để cho tất cả mọi thứ được tự nhiên hết. Bởi vì chỉ có khi nào mà mình được tự nhiên với tình cảm của mình chân thành với tình cảm của mình thì lúc đó tình yêu đẹp nó mới đến thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái lời chia sẻ của em dành cho họ sẽ là gì? Khi mà em ngồi đây em kể câu chuyện của mình và khi em có thể được nhận một cái sự hoài nghi rằng đây là câu chuyện hư cấu. Cái chuyện kiểm chứng thì nó cũng dễ thôi. Không nhất thiết là phải gặp cái mối tình đầu của em để mà kiểm chứng đâu. Những cái mối tình mà em từng trải qua, các bạn có thể gặp những cái người đó. Mỗi người là tôi kể đúng y như những gì mà tôi kể ngày hôm nay. Tại vì khi mà mình xạo á, mình không có kể giống được đâu. Đúng rồi. Mình sẽ kể đôi khi là thiếu chút này, thiếu chút kia, thiếu sai tên nhân vật nữa. Dạ đúng rồi. Thì các bạn có thể kiểm chứng bằng như vậy. Chứ tôi không có thể nào mà tôi tìm lại những cái người yêu cũ của tôi để mà trả lời cái câu hỏi đó cho các bạn. Nhưng mà tôi khẳng định là đó là cái miền ký ức và không thể nào quên được. Mối tình nào, bao nhiêu mối tình. Thực sự nha, em thực sự em bật mí với chị là mỗi cái mối tình của em là nó là một cái câu chuyện riêng. Chứ không phải là chỉ có giống phim sitcom gì đúng không? Không phải sitcom đâu, nó là thuộc dạng phim tài liệu luôn á. Nó chi tiết, nó từng chi tiết. Và mối tình đầu là một trong những cái tập phim như vậy. Vậy thì quá nhiều nỗi đau, quá nhiều những cái sự không tròn trịa từ những cái trải nghiệm của tình đầu. Vậy thì cái thông điệp quan trọng nhất mẹ em nhận lời mời của biên tập chương trình, em chịu ngồi đây nói chuyện với chị, em chịu chia sẻ cái miền ký ức đó, thì cái điều mà em muốn nhắn gửi đến người xem là cái gì thông qua cái trải nghiệm của mình? Thực ra cảm nhận của mỗi người thì mỗi khác. Đôi khi những cái gì mà em kể ở đây nó sẽ đúng với bản thân của em, nhưng mà nó sẽ sai với nhiều người. Cho nên là em cũng không dám nhắn gửi gì nhiều. Em chỉ muốn nói là tuổi trẻ thì chúng ta cứ trải nghiệm, chúng ta cứ phiêu lưu đi, rồi từ những cái đó thì mình mới có kinh nghiệm để mình xử lý những cái khác sau này. Và những mối tình đã sau này thì mình sẽ không đi theo những cái vết xe đổ đó nữa. Cảm ơn em. Xong. Dễ thương. Xong rồi đó, xong rồi đó em. Em muốn kể cái gì nữa, em muốn kể cái chuyện tình thứ hai luôn. Bà thấy cưng. Chắc là mỗi ngày qua thì con cho mở một con khác nhau. Nhìn bà tồ á, nhìn bà tồ giống mấy đứa mới yêu lần đầu á. Chị nghĩ là cột nên tháo tóc ra đi em, để cột cho bạn đi mấy đứa. Cột là cột, hai là nếu như không lấy nữa thì mình giải cái tóc. Chị có cái hũ dây thun á. Chị có cái hũ dây thun ở trong vali á. Ở đâu mà? Ở trong vali của chị có cái hũ. Không, có cái hũ tròn tròn, còn không thì trong cái túi màu đỏ đựng đồ trang điểm. Cái hũ nó chỉ nằm ở một trong hai vị trí đó thôi.
trong đó có kẹp tâm, có dây thun. Ok, tại cái lưng ghế nó có cái tao hay bị tụa lắm, thà là ghế không tựa. Ê bé ơi, khi em không đưa mặt ra đó thì không cần chạy tóc đâu, em chỉ cần làm xù lên ở sau lưng. Đúng rồi, mình xõa tóc ra nè. Tụi nhỏ có lấy được đồ qua không trời. Cái lược chải luôn cũng được. Cắn sao cho cái máy che trắng. Ừ. Xong rồi tóc ở chớ ở trước quay lại bị rối quá kìa. Kiếm cái gì chải cho nó gọn gàng, tóc tai lại thôi. Mấy đứa gặp cái hũ không mấy đứa? Còn đúng sợ. U là trời. Chứ em buộc nó luôn chứ. Trong buộc theo kiểu mà hai bên đó mấy đứa, đừng có buộc thành một đuôi. Mà buộc buộc lấy hai bên tóc ít gì nè, xong rồi buộc vô rồi bắt đầu lận nó xuống. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, xong rồi cái bắt đầu mình lận nó ngược lại cái nữa là thành ra một cái tóc có kiểu. Ừ. Đúng rồi. Chứ tự nhiên đang yên đang lành lôi đầu qua ghi hình đúng không? Tâm lý nhân vật quá. Ê, cái logo dễ thương quá ha. Nhưng mà rất MCV luôn. Màu nhận diện của người ta còn... Cái phối màu rất MCV luôn. Màu nhận diện. Anh nhận lại luôn. Màu nhận diện của người ta. Ngồi thẳng chứ. Nhận lại luôn. Thì ai làm cũng vậy thôi em. Ai làm cũng vậy thôi màu. Ê bé ơi, hay là mình lấy luôn cái hộp trang, cái hộp hình trái tim qua giùm chị đi để chị đổi bông tai. Quên nãy giờ không có đổi. Chương trình nào? Để cho bạn có mục đích gì hay không? Ví dụ ai? Ê, mai mốt mình chạy tài trợ nến thơm. Một đứa học báo chí, hai đứa học sân khấu điện ảnh. Bỏ lên có ý đồ gì không? Nghe thầm nó khóc luôn. Trời ơi, anh lo luôn nghề nghiệp. Học ứng. Ôi, tao phải đi về nó khóc với thầy cô, ăn lại với thầy cô. Thầy cô dạy em làm sao bây giờ sếp em bảo bạn bỏ cái đó lên, nó không có ý đồ. Mình bữa đâu cũng đâu không. Mở ra. Ê, ê, Hà, Hà. Mai mốt mình chạy tài trợ nến thơm. Nến thơm, khăn giấy rồi. Khăn giấy. À, thuốc nhồi bông. Xong chưa mọi người? Chơi nha mọi người. Ok mọi người. Bấm luôn nhanh ha. Đóng cửa, thả chó. Và câu chuyện tuần này của chúng ta cũng đã sẵn sàng với sự xuất hiện của nhân vật. Còn các bạn đã sẵn sàng để lắng nghe câu chuyện của chúng tôi chưa? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhân vật của tuần này. Dưới ánh đèn thì chúng ta cũng mơ hồ nhận ra nhân vật tuần này là một cô gái. Chào em. Với giọng nói đó thì chúng ta xác tín với nhau là một cô gái rồi ha. Em muốn kể chuyện của mình trong cái không gian như thế này, hay em muốn đèn sẽ sáng hơn
để mình gần gũi với quý vị khán giả hơn? Dạ, em muốn kể chuyện cho một cái không gian như thế này. Vì sao? Điều gì làm cho em trở nên ngần ngại và nghĩ rằng là mình cần một cái ánh sáng ở mức độ này thôi? Tại vì em nghĩ là em chỉ muốn mang một cái câu chuyện của mình đến với mọi người, và em không muốn mọi người biết em là ai. Và dĩ nhiên rồi, mong muốn để được an toàn hơn, bình an hơn là một cái mong muốn rất là chính đáng. Chương trình sẽ rất là tôn trọng em về cái điều này. Vậy thì bây giờ mình sẽ đến với khán giả của Mối Tình Đầu. Mọi người đang rất là sẵn sàng để chờ đợi câu chuyện từ em. Mối tình đầu của mình xuất hiện trong cuộc đời của mình ở khoảng thời gian mình bao nhiêu tuổi? Mối tình đầu của em là xuất hiện trong cái khoảng thời gian là em học lớp 10. Lớp 10? Dạ. Chúng ta đã gặp rất nhiều tình đầu ở thời niên thiếu mọi người hả? Cũng rất là dễ hiểu, bởi vì đây là một cái giai đoạn mà trong sự phát triển tâm lý thì chúng ta bắt đầu biết đến cảm xúc giới tính. Chúng ta có những cái rung cảm với những người bạn khác giới.